À, bây giờ chúng ta thấy à, à, mỗi ngày mình à, rất ý nghĩa thật sự nghĩa là ngày nào mình cũng có thể làm cái thật mà mình gầm theo như vừa ấy hiền thì nói rằng là niệm phật là thật tất cả những gì khác là giả mọi người chúng ta hãy à, cảm nhận cái lời nói này sâu sắc Nghĩa là cái thương cái ghét cái bên Nó sẽ qua hết Rất mau Và cái niệm Phật là thật Đây là 100% Bây giờ quý vị thấy Một ngày qua rất mau Dù quý vị bây giờ Ở ngoài đời quý vị cũng thấy cái thời gian qua rất mau Lúc trước có những vị chúng ta Một tuần lễ Tự nhiên quý vị sẽ trông chờ Ngày quý vị Về chùa nhưng mà giờ ngày nào giống quý vị cũng ở chùa Thật sự lúc trước như đức nghĩ rằng là chắc những cái thờ mà 9 giờ hay là giờ này chắc cũng ít hiếm hai thời sáng tối như đức nghĩ chắc cũng bữa này bữa nọ cũng không điều đặn được nữa, đúng không đừng nói đến mà thờ 8 giờ thờ 9 giờ rồi thờ 12 hai giờ phía giờ tối nay 12 hai giờ phía nên như đức nghĩ rằng bây giờ quý vị là giờ khác quý vị là có ngôi chùa tâm linh Tại nhà Tại tâm Tại chiếc điện thoại di động Đưa đi chỗ này chỗ kia Và những đức nghĩ rằng bây giờ mỗi ngày mình qua rất là mau Bây giờ chính bản thân thì đức thấy rõ ràng luôn Nếu như một người mà không có cái tâm niệm Phật Cầu sanh cực lạc Sẽ thấy mình Giống như bị chối buộc à, Sẽ bị chối buộc Và thời gian của một ngày Chắc là lâu lắm nếu như nằm đó ngủ Nằm đó bấm điện thoại Hoặc là nằm đó đi nghiêu ngao Vòng vòng nhà Chắc là chịu không nổi bị Chắc là thời gian của mình rất, rất dài nhưng đức nghĩ rằng bây giờ mà nếu như những đức mà Mà nói mà dự những khóa tu Một tuần nhập thắt rồi Niệm Phật rồi chắc là đối những đức Nó quá bình thường quý vị Tại vì thấy nó quá bình thường đó Tại vì biết rằng là công việc Mà con người mà Nó nó, 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 nó Việc này việc kia việc nọ nhiều đi Mà đưa quý vị vô một cái chỗ nào đó Quý vị ở trong một khu đó thôi Mà mỗi tuần một tuần quý vị vô đó tu Bu xuống vạn viên Nó cũng không đơn giản đâu quý vị Nhưng mà những đức thấy bây giờ Cái thời khóa tu này Nó giúp mình trôi qua một ngày rất là mau Và ngày nào cũng là ngày Mà cảm thấy an vui Mà hay lắm nghe Cái niệm vật lễ vật nghe quý vị Ăn không nhiều, ngủ không nhiều Giảm khỏe luôn chẳng tỉnh luôn ăn không nhiều ngủ không nhiều cũng tỉnh mà ăn rất ngon mà ăn không nhiều ăn ngon mà không ăn nhiều Đó. ngủ ngon mà ngủ không nhiều đây là cái cảm giác nếu quý vị mỗi ngày tu tập mà tu tập mà an lạc vui vẻ và thêm cái nữa là khi tu tập an lạc vui vẻ nó sẽ không phóng tâm đi đâu đây là chỗ cực kỳ quan trọng luôn mà quý vị biết rằng là À, thầy Lý Bình Nam thầy có nói một câu mà qua tụi người không nghe hỏi nghe. Cái tích năng lượng và hao năng lượng. Thì, thì thầy Lý Bình Nam thầy nói rằng là cái hao năng lượng là do con người phóng tâm. Suy nghĩ lo âu nhiều thứ phóng ra và không an định được một chỗ. Nên năng lượng con người hao 95% tích được có 5%. Nếu như mỗi ngày mà an định được cái tâm niệm Phật là tích tụ năng lượng của người 95%, hao chỉ có 5%. Một một con người mà tích được 95% năng lượng gì con người này rất sáng. Mà nó tích hoài luôn, ngày nào nó cũng tích. Thì giống như cái bình chúng ta là giữ điện được luôn. Nó giữ đến lúc cuối cuộc đời mình đó quý vị. Thì mình đầy đủ điện để xài khi cuối đời là tỉnh táo. Niệm Phật được, Phật ấy đã tiếp dẫn gian sạch. Nên cái tích năng lượng là cái cực kỳ quan trọng Mà quý vị biết rằng khi niệm Phật an lạc vui vẻ Nó sẽ không có Nghĩ mình đi chơi đâu Chắc chắn luôn Nếu ai có cảm giác này Và vui nhất là mình được niệm Phật Thật sự cuộc đời đi qua rất là mau quý vị Thôi đừng quan trọng Cái chuyện thương ghét trong cuộc đời nữa Tại vì cái đó là người khác có quyền Thật sự mà Người ta thương mình người ta có quyền mà quý vị Người ta ghét mình người ta có quyền mà thương và ghét là cái quyền của người khác mà cái quyền người khác nó tính vào nhân quả cái quyền người khác nó tính vào nhân quả quý vị à? chứ không phải là người khác quyết định hoàn toàn đâu mà là nhân quả nó chiêu cảm đến lúc ngồi người ta thương mình và nhân quả nó chiêu cảm đến lúc người ta không thương mình có nghĩa là nhân quả và khi quý vị niệm phật mà công phu đắc lực quý vị có quyền chuyển hóa nhân quả và quý vị quý vị có quyền tha thứ luôn dù người ta đối xử vì tệ cái nào vì cũng có thể tha thứ được vì sao? Vì quý vị tu tập có thể chuyển nghiệp nên đức thích ca muni nói rằng ta đến thế gian này giúp chúng sanh chuyển nghiệp lực cho thành nguyện lực có nghĩa là quý vị chừng nào mà cái tâm nguyện cầu sanh cực lạc cực kỳ mạnh thì có thể chuyển nghiệp lực cái nghiệp lực là cái mình dặn hờn buồn trách á mình có thể chuyển cái nghiệp lực trở thành nguyện lực nhờ cái nguyện lực cầu sanh cực lạc mà mình không có cái tâm buồn dặn hận trách và mình có sự tha thứ vì sao? vì mình muốn sanh cực lạc, đó. nghĩa là mỗi ngày mình niệm phật đó quý vị, mình cảm giác mình vui chỗ này nè. Bây giờ mình mỗi ngày mình niệm phật, cái công đức của vạn đức hồng danh này đó, là chúng ta đang tích được cái duyên phước ở thế giới cực lạc đó là tưới tẩm cái đói sen của mình ở Tây phương cực lạc. Cái nghĩ vậy đi, cảm giác gì là quý vị rất là vui. Yến nghĩ nhớ kỹ nha, cái bông sen ở thế giới cực lạc mình cái vừa phát nguyện cầu sanh cực lạc thì cái mà tưới Tẩm cái bông sen đó Là ngay cái chỗ nào Niệm Phật Niệm Phật là tưới tẩm cái bông sen đó Hàng ngày đó. Mà khi Bồ Đề Tâm nó kiên cố Và thật sự nó muốn sanh cực lạc rồi Thì cái bông sen mình rất là đẹp Tại vì bông sen như một ngôi nhà của mình Như huệ mạng của mình Tại vì một ngày nào cái phương tiện ngôi nhà đã đến tiếp dẫn mình Tại vì cái nhăn mình đã gieo Đắp ngay chỗ cái nhà đó giống như mình làm ăn cực khổ mình có tiền mình tích lũy để mình mua căn nhà vậy, đó. Đúng không? mua căn nhà vậy đó. mà căn nhà đó mình chưa đến ở mà mình đã tích tiền chuẩn bị cho căn nhà đã sẵn rồi. thì một ngày nào căn nhà sẽ đến khi đủ duyên căn nhà đó sẽ đến. mà căn nhà đó đến là cái nguyện lực của phật A Di Đà ngài sẽ đem căn nhà đó đến để đưa cho mình. rồi mình đi vào căn nhà đó và mình đi về thế giới cực lạc. tuyệt vời vô cùng, đúng không? có nghĩa là cái hoa sen đó khi nở ra là chúng ta từ hoa sen đó ra hoa nở nó mình thấy vật ngộ vô sụp từ nơi đó mà đâu có mắc ở đâu đâu quý vị còn nếu như mình bực bội khó chịu phiền não thì mình giống như mình đang quỷ hoại căn nhà của mình hiểu được nguyên lý này rồi th thật sự chúng ta không muốn bực bội khó chịu mà mình muốn dịu cái tâm mình quý vị à giống như mình mỗi ngày mình sống mình có nụ cười vậy đó à thật sự quý vị nếu quý vị mà niệm phật mà, mà an lạc nghe quý vị ở trong ngôi nhà nho nhỏ quý vị, sẽ cười thường xuyên dù là một mình quý vị cười quý vị cười an lạc từ tâm phát ra cười 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 nó cười không phải như là nó cười cái kiểu như mà mình mà cái kiểu như mà mình 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 tác động vui mà cười ha ha đồ nó làm ghê gớm đồ khi cười rồi nó cầm đồ đặt đập đồ à vứt đồ đồ không phải cười kiểu đó quý vị mà nó cười của niệm phật sanh cực lạc nó cười của cái niềm vui pháp pháp vị á là nó cười khác nó cười nó làm cho vị nhẹ nhàng lắm nụ cười quý vị giống như miếng miếng cười nhẹ nhẹ cười nó 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 thỏa mãn tâm tư mình sao á à, cái nụ cười mà niệm phật sanh cực lạc á là nó cười thỏa mãn mình lắm mà mà cái nụ cười này là pháp vị nó thỏa mãn mà nó không có còn muốn cái gì để thỏa mãn á nghe không còn cái nụ cười mà bình thường mà ví dụ như mình mình nói chuyện nô đùa mình cười mình có cái muốn cầu thỏa mãn còn cái mà nụ cười của cái cái niệm vật xanh cực lạc là nó thỏa mãn hết tất cả những cái mình muốn thỏa mãn trong cuộc đời này có nghĩa là pháp vị thắng mọi vị nó không còn cái vị nào ở thế gian mà bằng cái vị niệm phật hết chứ Ồ, khi mà 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 cảm nhận được chỗ này rồi quý vị sẽ thấy thích niệm phật liền Ai à, vị sẽ thấy thích niệm Phật đi đứng nằm ngồi vị thích niệm Phật. Quý vị giống như mỗi ngày bị đang gần gũi với Phật kia cứ đi đứng nằm ngồi bị cái ai di đà Phật, ai di đà Phật. Rửa rau cũng ai di đà Phật. Giặt đồ cũng ai với Đà Phật Có nghĩa là quý vị cảm giác rằng Phật ấy là rất gần gũi với mình Mà lúc đó rồi Cái tâm mới bị tuyệt vời Thì ra là khi chúng ta giảm bớt những cái việc Nạp vào Những cái chăn cảnh thì chúng ta lúc đó Mới niệm Phật mới, mới vào được Khi niệm Phật vào rồi chúng ta cảm giác là tất cả công việc của mình hàng ngày niệm Phật. Chứ không phải dễ đâu. Không phải dễ là nó là hàng ngày công việc mình là niệm Phật, niệm Phật không dễ đâu. Nếu mà mỗi ngày công việc nó đắp đầy vào tâm mình thì có vật hiệu mình niệm không vào. Thật sự vì những đức đã, đã được sự trải nghiệm qua rồi. Trải nghiệm qua công việc nhiều rồi niệm nó không vô. Thật sự. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó niệm vô quý vị ơi có hiểu nó rất là trôi chảy luôn niệm có vật hiểu rất là trôi chảy trôi chảy khi lên tu á à bữa nào niệm dài được cũng được bữa nào niệm ngắn cũng được bữa nào niệm lớn cũng được bữa nào niệm nhỏ cũng được mà ngộ lắm khi mình lên mình lễ phật quý vị không phải là mình mình quyết định đó đâu quý vị mà tự nhiên nó theo cái chiều hướng của của, của cái sự an lạc của của quan hỷ mà niệm ra còn nếu như mình 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 bó buộc nó phải như gì như gì là nó vẫn còn bị bị gọi là vọng tưởng bó buộc nghe nhưng nếu mà quý vị để nó tự nhiên nó phát thì có những lúc tự nhiên nó niệm lớn có những lúc nó tự nhiên nó niệm nhỏ có những lúc tiện niệm vừa vừa nhưng mà trong tâm là cái quan hệ sanh ra cái pháp bị này rất là tuyệt vời có nghĩa là hàng ngày mà nhà Đức nói với những người đang ngồi tu này nè mà quý vị được đang ngồi tu đây là quý vị là là người phước báo lớn Tại hãy, hãy, thương những con người mà họ ra đi ngoài đi làm Họ đem cuộc sống về cho mình để mà mình mình có mình sống mà mà mình có ăn rồi mình tu tập. Đó. Thật sự luôn. Những đức thấy rằng là như bản thân bây giờ thí dụ như những đức ở nơi gì nè. Nhưng mà cái cuộc sống những đức thì thật sự cũng có những người người ta cho những đức ăn, những đức sống tu nên những đức nói rằng trả ơn cho họ bằng cách là những đức niệm Phật thôi Giống như trong cuộc đời này mỗi người mỗi công việc Bây giờ kêu cái người làm đó mà đi niệm Phật với mình họ niệm được Mà đi làm họ làm được à. Vậy thì họ đi làm được thì mình phải cố gắng niệm Phật được Bắt đầu nó cũng phải uh, chưa quen á Nhưng phải tập nha Ừ phải tập Tập từ từ rồi nó quen nó thích dữ lắm à, Mà ngộ lắm trong ngôi nhà quý vị có một người niệm phật thì trong ngôi nhà quý vị giống như có một đóa hoa sen có đóa hoa sen mọc trong nhà quý vị mà đóa hoa sen này nó tỏ hương thơm ngào ngạt khi chồng hay vợ đi làm về thì đóa hoa sen này nó tỏ hương thơm ngào ngạt ra làm cho người ta không còn thấy mệt mỏi à, nếu như mà quý vị niệm phật mà mà thấy chồng vợ đi làm về mà bực bội sân si với họ là bởi bị, bị niệm phật thua, thua rồi đó. Còn mình niệm sao mà đó hoa sen mình tỏ hương thơm, ngào ngạt á, là người ta đi làm về người ta cảm thấy mệt mỏi rồi mình lỡ là mình mình bước lại cái là người ta cảm thấy nhẹ nhàng liền. Thì mình 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 niệm phật có kết quả, mình niệm phật có kết quả đó. Bị bị. Có nghĩa là cái cảm giác của niệm phật này tuyệt vời lắm. Nó sanh ưu pháp vị rất là tuyệt vời, nó sanh thường xuyên luôn. Vì đừng bao giờ nói rằng một ngày chúng ta nói chuyện bốn lần nó trùng lặp có đâu cái cảm giác sanh ra này nó sẽ sẽ hàng ngày khác 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 cái tâm tư của mình nó sẽ khác hoàn toàn luôn lên mình lên mình niệm phật mình sẽ mỗi thờ tu mình sẽ khác nên mỗi thờ tu khác nên cái nói chuyện mình nó sanh ra tự nhiên cũng khác luôn nó không phải là là cái lập trình của mình tính sẵn mà nó là cái sanh ra lúc mình niệm phật sanh ra cái pháp lạc tự nhiên sanh ra pháp lạc tự nhiên nên vì thấy cái công đức niệm phật chưa nên cái người tu tịnh độ này Mà đem tịnh độ chia sẻ Không phải là ghép những công đoạn của tổ sư đâu quý vị Mà là công phu Nếu không công phu niệm Phật Sẽ là nói những cái mà mình học thuộc Hoặc là những cái mình tính sẵn Có những câu văn gì thôi Dù nói rất là trao chuốt về văn tự Nhưng nó không có nằm vào cái việc Bổ nguyện di đà nó không có nằm vào bổ nguyện di đà chút nào chứ quý vị Nên có những người khi mà Mình nghe họ nói về bộ nguyện di đà Hoặc nghe là họ nói về tịnh độ Vì sẽ không bao giờ muốn tu nữa Vì nghe có những người họ nói về tịnh độ Vì sẽ không muốn niệm Phật đâu Chỉ vì thấy niệm Phật không có kết quả Nhưng nếu quý vị mà dụng công niệm Phật Quý vị nói ra bổ nguyện niệm Phật Tức khắc người ta thích niệm Phật liền Tức khắc thích niệm Phật liền Vì sao? Vì cái pháp lạc cái mình niệm Phật là tự nhiên sanh ra Mà tự nhiên sanh ra mình lại nói ra mà những khi nói ra quý vị là người tiếp nhận vì tiếp nhận là bị hứng hứng cái 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 bổ nguyện nó bị cảm thấy nó nghe rồi nó thích thú nó thấy mình có cơ hội được giảng sanh nên từ nơi đó mà thích niệm phật luôn nên cái mà dụng công tu xong đem cái dụng công tu để mà chia sẻ thì thôi tuyệt vời những đức nói quá tuyệt vời luôn <laughs> tuyệt vời luôn thật sự vì nhớ nè càng ngày chúng ta niệm phật càng an lạc rồi thì chúng ta càng ngày càng khéo léo điều chỉnh chỗ đâm người. Càng ngày càng khéo léo điều chỉnh chỗ đâm người. Tự nhiên nó, nó, nó giúp cho vị một kinh nghiệm. Khi chỗ đâm người, bị sẽ biết tránh bớt đi những cái phiền não. Và tránh bớt đi những cái tạo nghiệp. Ừ, biết tránh bớt đi. Và trong một cuộc nói chuyện với con người, mình cũng biết tránh bớt đi những cái đối lập về lời nói. Nghĩa là mình thấy có những người người ta hơn thua gì lời nói Bản thân mình sẽ không muốn nói nữa Tại vì mình nói vào thì thành đối lập lời nói Và nó tạo nghiệp ngay chỗ đó liền à, Nên lúc quý vị niệm Phật có công phu quý vị sẽ biết tránh bớt à, Quý vị không bao giờ đưa lời nói vào làm cho người ta khó chịu Mà quý vị biết dùng lời nói đúng là đúng giọt Thì lúc đó câu vật hiệu mình sẽ đối nhân xử thế hàng ngày Và áp dụng trong cuộc sống tuyệt vời lắm Nên những đức nó thật sự nhà đức rất cảm ơn quý vị vì mỗi ngày nhờ cái room này mà nhà đức có thể lên tu tập suốt luôn bây giờ không có công việc gì đi đâu thêm cái nữa không lên tu thì lương tâm có không được đúng là rõ ràng không chúng ta buộc lại với nhau để mà cố gắng để sanh cực lạc thật sự mà nói rõ ra là chúng ta biết cảm ơn nhau quý vị chứ cảm ơn nhau nó thật lòng bây giờ trong lòng những đức rất cảm ơn các huynh đệ anh em của những đức họ đã thay thế những đức họ làm những việc của mình Hiểu không bây giờ cảm nhận thật sự là sâu sắc mình cảm ơn họ nếu như cái đà bản thân mình cứ là như vậy hoài thì không bao giờ những đức có được cái cảm giác dụng công niệm phật thật sự luôn nên cuộc đời nó đi qua mau lắm nếu như chúng ta không dừng lại được thì cuối cùng không biết mình đi về đâu có một vị này tu hành rất nhiều chục năm vị này nói một câu nói rằng tôi không biết khi tôi mắc đi tôi sẽ đi về đâu vì bây giờ tôi còn rất nhiều thứ suy nghĩ thật sự khi mình nghe câu đó mình thấy mình rất là tội nghiệp nên nhà đức nói rằng là chúng ta có duyên niệm phật gì có khi từ đây đến ngày mình giảng sanh có khi mình không gặp mặt nhau ngoài đời luôn có khi chúng ta sẽ không gặp mặt nhau ngoài đời luôn đó quý vị những đức nó rất là tốt rất là tuyệt vời tại vì sao vì chúng ta gặp mặt nhau là chúng ta sẽ đi tạo nghiệp đa phần gặp mặt nhau là tạo nghiệp Thà bây giờ mỗi ngày nói như vậy Để cùng niệm Phật còn tuyệt vời hơn nhiều Có khi cả đời này chúng ta Đến khi chúng ta giải sanh Chúng ta cũng không gặp mặt nhau ngoài đời luôn Có khi như vậy luôn Nhớ nghe Nhưng nếu như trong chúng ta mỗi một con người ai giảng sanh trước như những đức giảng sanh trước thì dù ở phương trời nào quý nhau niệm thêm một câu Phật hiệu hồi hướng đi là được rồi là được rồi dù những đức ở một chỗ nào đó Quý vị biết Ngày đó những đức chết ha. Quý vị cũng đừng bao giờ đến Để thắp nhang Mà quý vị nên ở nhà vì niệm Phật Nghĩ những đức thì niệm Phật Thêm một câu Ở nhà quý vị Là những đức cảm thấy Đây là điều những đức rất mừng Vì thì cuộc đời những đức bây giờ cũng vậy ha. Những người mà những đức đã từng biết qua hay là những vị thầy mình đã từng gặp qua nếu như một ngày nào các ngài có ra đi mình cũng mỗi ngày niệm phật như vậy hồi hướng cho các ngài vì sao vì mỗi một con người có nhân duyên nhưng đức ở yên như vậy niệm phật hồi hướng cho các ngài vậy thôi thì bản thân những đức đã là như vậy rồi bản thân những đức cũng vậy luôn thì chúng ta quý nhau niệm thêm câu Phật hiệu Hồi hướng cho nhau thôi Điều này là điều rất là tuyệt vời quý vị ạ nó Nên những đức nói rằng là Giảm bớt tối đa những cái việc Hình thức bên ngoài Giảm bớt tối đa những việc Hình thức bên ngoài luôn Còn quý nhau thì cố gắng niệm Phật thôi quý vị ạ Quý nhau thì thôi cố gắng niệm Phật Phát nguyện cầu sanh cực lạc cho nó mạnh đi Nó nên, nên còn cái chuyện thương ghét ở thế gian này nó là phù du ảo ảnh lắm. Phù du ảo ảnh lắm quý vị à. Nên. Mà niệm Phật mới nhìn ra được nha. Niệm Phật mới nhìn ra nó là phù du ảo ảnh nha quý vị. Nhưng không ai đá đổ nó đâu. Hãy sống bằng cả tấm lòng mình đi. Đến với nó bằng sống bằng cả tấm lòng mình đi. Thuận và nghịch. Nhưng mà khi mà đụng chuyện gì hãy tha thứ. Lúc này Như Đức cứ nhắc quý vị suốt câu này và nhắc những Đức luôn đó vì cái tác động của cái bên ngoài nó không đơn giản quý vị à không? cái tác động của cái bên ngoài người nói này người cứ kia người nói nọ chúng ta ở trên mạng internet nó không đơn giản đâu nó nhiều cái lý luận nhiều cái nói lắm mà lý luận nào nó cũng làm cho mình không kéo bị kích thích mình phiền não không? tức nên từ nó đó niệm phật đi để tha thứ đi niệm phật đi tha thứ đi một món đồ mấy vị thấy thích quý vị có thể đổi trên đầu nhưng món đồ không phải duyên của người ta Thì người ta đạp xuống đất Việc này chúng ta không cần thiết phải tức làm gì Cái vị thích thì bị cố gắng bồi dưỡng đi Còn người ta không thích thì người ta vứt bỏ chuyện của người ta thôi Không cần phải phiền não Không cần phải tức tối làm cái gì Tất cả những gì mình làm là lợi ích cho người khác Người khác có tiếp nhận hay không tiếp nhận Đó là chuyện của người khác Không phải chuyện của mình nữa. Việc của mình đã xong rồi Bây giờ mình lo cái chuyện niệm Phật Cầu sanh cực lạc của mình là tuyệt vời nhất đây là cái phải nhớ nha quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mình chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.